Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living, cuộc sống đường biên Canada. Hôm nay thì Canada rất là lạnh, -14 độ ở ngoài. Và tuyết phủ mấy bữa nay vẫn còn không có tan. Cho nên vườn tược thì xong hết rồi, không có ra ngoài được nữa. Hôm nay ở trong nhà thì Thủy làm giấm táo, nho. Dụng cụ để làm giấm táo và nho thì trước hết là quý vị cần táo. Giống cái gọi là mother, đường, nước cắt, distilled water và một cái bình để đựng táo và nước cho biến thành giấm. Trước hết thì quý vị cắt táo ra, không cần phải bỏ hột hay là gọt vỏ, cứ giữ nguyên hết tất cả nha quý vị. Còn đây là cái chài, một lát nữa Thủy sẽ giã mấy cái trái nho ra. Nho thì Thủy hái từ hồi tháng 9 ở nhà trồng tới bây giờ, đã bỏ đông lạnh nên bây giờ Thủy lấy ra để mà làm giấm. Bây giờ thì Thủy cắt táo ra. Quý vị cắt hết xung quanh và chừa cái ở phía trong như thế này. Cái này là cái lõi, chừa như thế này, không cần phải bỏ hột gì hết và cứ để nguyên như vậy, bỏ vào trong cái thùng làm giấm. Và những cái miếng táo thì quý vị có thể sắc nhỏ ra như thế này. Và quý vị cân, nếu mà quý vị có 1 kg táo thì quý vị cho 1 kg đường nha. Đường càng nhiều thì giấm càng chua mau hơn. Với giấm táo này, quý vị có thể sử dụng với tất cả những việc ở trong nhà như là clean up, lau nhà, lau kiến, hoặc cả là dùng để nấu ăn. Và hơn nữa là rất tốt cho sức khỏe, tại vì giấm táo theo người ta tin tưởng thì giấm táo làm cho sụt cân, nhưng mà điều đó thì chưa có gì chứng minh cả. Và Thủy cũng uống nước táo mỗi ngày, chỉ cần một ly nhỏ thôi, một chung nhỏ thôi mỗi ngày, thì giúp cho vấn đề tiêu hóa. Và hơn nữa, giấm táo mình làm ở nhà thì không có chất hóa học hay là gọi là cái preservative, tại vì khi giấm lên men tự nó đã có chất bảo quản rồi. Khi mà nó lên men nó sẽ cho ra hết những cái chất thơm ở trong táo. Bây giờ thì táo đã sắc xong hết rồi, tới phần kế tiếp là chúng ta quậy đường vào nước cho tan.
đưa quý vị cho hơi nhiều hơn một chút cũng được. Bây giờ thì để Thủy cân xem Thủy có được bao nhiêu táo nha. Bao nhiêu táo thì là bao nhiêu đường, hoặc giả là nhiều hơn một chút cũng được. Thủy có 1,5 kg táo, thì như vậy là 1,5 kg đường. Cái bọc đường đây thì là Thủy có là 2 kg. Thủy cho hết vào trong đây, cho hết đường vào trong thùng. Rồi đổ nước vào. Thì đổ nước vào đủ để quậy cho đường tan. Một lát Thủy sẽ đổ táo vô và nho. Khi đó Thủy sẽ đổ nước thêm cho nó ngập táo và nho. Nhưng mà khi quý vị đổ nước vào phải chừa cho ở trên một cái khoảng trống để mà cho giấm nó lên men. Bây giờ thì Thủy quậy cho đường nó tan ra quý vị. Không cần phải tan thật là tan đâu, miễn là nó đừng có đóng cục thôi. Tại vì tự nó cũng sẽ hòa tan ở trong nước. Với thời gian thì đó đường sẽ hòa tan ở trong nước khi mà quý vị đổ táo và nho vào. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái bình phải rửa thật là sạch. Với nhiệt độ mà trời ấm vào mùa hè thì giấm táo làm nó nhanh hơn, nhưng mà bây giờ ở Canada là mùa đông rất là lạnh, cho nên thời gian để mà táo lên men mà trở thành giấm hơi lâu hơn, có thể là gần gấp đôi thời gian của mùa hè. Bây giờ thì đường tan coi như là được 70% rồi. Bây giờ thì Thủy đổ cái giấm cái vào. Thủy đổ cái này là 2 cup, cho nên Thủy đổ 2 cup giấm cái mà Thủy làm hôm trước. Thủy để lại để tiếp tục làm giấm tiếp. Thì Thủy đã vừa đổ vào đây 2 cup giấm cái. Bây giờ thì Thủy đổ bỏ táo vào. Đổ táo xong rồi thì bây giờ là tới nho. Nho này Thủy sẽ giã ra hơi dập dập thôi chứ không có cần phải nát. Không có cần phải nát lắm đâu quý vị. Mà Thủy đổ vô. Như thế này là quý vị đã có một hỗn hợp táo, nho, đường, nước cất và giấm cái rồi. Như vậy thì chỉ có Thủy sẽ đổ thêm nước cho ngập táo đến 2/3 của cái bình này. Cái bình này là 20 lít. Cái bình nước này là 11 lít.
giờ thì Thủy có một cái dung dịch như thế này, 11 lít đổ vô cái bình 20 lít thì mực nước lên tới đây, vẫn còn đủ khoảng cách ở trên này để cho giấm nó lên men. Thì bây giờ quý vị phải đậy rất là kỹ, có nghĩa là không để cho mấy cái con mà food fly nó đi vô, đó là đó, mình giấm mình bị hư hết nha. Hình ra Thủy sẽ lấy một cái khăn đậy nó lại, Thủy sẽ lấy cái khăn giấy nè quý vị, bị bọc nó lại để cho kín, và ở trên sẽ còn một miếng plastic nữa. Như vậy là quý vị vừa làm xong phần giấm táo và chỉ chờ để lên men. Thì tại vì cái bình nó đã che ánh sáng rồi cho nên Thủy không cần để chỗ tối, thì để nơi đâu cũng được, trong vòng 2 tháng. Tại vì trời lạnh cho nên 2 tháng thì cái này nó mới sẵn sàng. Bây giờ thì xong rồi. Thì cứ chờ 2 tháng rồi mình sẽ lấy ra. Thì Thủy sẽ điền ngày tháng vào. Hôm nay là 28 tây tháng 11. Cho nên Thủy sẽ biên ngày 28 tây tháng 11, thì chờ cho tới ngày 28 tây tháng Giêng. Nghĩa là 8 tuần nữa thì Thủy sẽ dở ra xem coi nó có thành cái mà coi nó có ra thành giấm hay chưa. Đây Thủy đã ghi ngày tháng, và bây giờ thì chúng ta cứ chờ thôi. Còn đây là cái sản phẩm đã thành hình. Giấm này được làm từ hồi cuối tháng 10, đã thành công rồi. Đúng lý ra thì cái tại vì lúc đó là trời còn ấm cho nên hôm nay thì nó đã xong, và cái màu rất là giống rượu vang đỏ, và màu này là màu tự nhiên của nho nhà Thủy trồng. Loại nho nhà Thủy trồng là cái loại nho rất là thơm. Và cái giấm táo này là Thủy dùng mỗi ngày, mỗi sáng trước khi ăn sáng, bụng đói uống vào một ly nhỏ thôi. Và đây là cái ly nhỏ mà Thủy uống giấm mỗi sáng. Uống giấm này cũng như là uống rượu nho, nhưng mà nó không phải là rượu. Giấm cũng lên men rượu rồi lên men giấm, cho nên uống giấm không có bị say, nhưng mà uống giấm rất là tốt cho vấn đề tiêu hóa và rất tốt cho da của phụ nữ đó quý vị. Đây là một cái ly giấm nhỏ mà Thủy uống mỗi ngày. Hiệu quả như thế nào thì Thủy không biết, tại vì Thủy cũng chưa có bao giờ bị trở ngại về da cả, cho nên uống vào thì tốt thêm thôi. Rất là thơm mùi nho, có mùi táo, hơi chua chua của giấm, và dịu dịu ngọt của đường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thích video của Thủy, xin ủng hộ để Thủy tiếp tục làm những video tới. Xin kính chào quý vị. Bye bye.